Kính chào các anh chị. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh chị kê khai thông tin của đơn vị sự nghiệp qua trang web trong tổng điều tra kinh tế 2021. Để kê khai thông tin của đơn vị, anh chị dùng trình duyệt Google Chrome đăng nhập vào trang web thu thập thông tin cho đơn vị hành chính sự nghiệp theo địa chỉ. Anh chị đăng nhập theo tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp cho đơn vị. Anh chị lưu ý, trong lần đăng nhập đầu tiên, chương trình luôn yêu cầu đổi mật khẩu. Anh chị đổi mật khẩu mới và đăng nhập. Sau khi đăng nhập thành công, màn hình sẽ hiển thị như sau. Ở đây, tôi hướng dẫn anh chị ghi thông tin một đơn vị cụ thể là trường Trung học Cơ sở Đông Thái hoạt động trong ngành giáo dục. Anh chị có thể thấy màn hình web hiển thị 4 mục. 1. Đổi mật khẩu. 2. Phiếu điều tra. 3. Hướng dẫn. 4. Đăng xuất nhằm cung cấp các tiện ích cho người dùng. Chương trình hiển thị các chức năng sau. Nút lưu tạm cho phép lưu tạm thông tin đã khai để chuyển qua chỉ tiêu khác. Nút lưu, lưu thông tin khi đã sửa hết các lỗi cảnh báo. Tiếp, chuyển sang kê khai phần thông tin tiếp theo. Nút hoàn tất kê khai là thao tác cuối cùng để gửi phiếu sau khi đã hoàn thiện và sửa hết lỗi cảnh báo. Nút hỏi chấm tại các câu hỏi nhằm cung cấp các hướng dẫn ngắn gọn về thông tin cần thu thập. Anh chị cũng có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết đối với phiếu sự nghiệp hiệp hội tại mục hướng dẫn. Sau mỗi phần khai thông tin, có hiển thị lỗi cảnh báo, yêu cầu anh chị kiểm tra xác minh lại thông tin kê khai. Đối với mỗi đơn vị, anh chị phải hoàn thiện kê khai các phần như sau. 1. Thông tin định danh. 2. Thông tin về lao động. 3. Thông tin về tài sản. 4. Thông tin về kết quả hoạt động. 5. Thông tin về hoạt động công nghệ sáng tạo. 6. Các địa điểm, nếu đơn vị có đơn vị trực thuộc ngoài trụ sở chính. Phần 1. Thông tin định danh. Chương trình đã hiển thị mặc định về tên đơn vị, địa chỉ, email, điện thoại. Anh chị kiểm tra lại, nếu sai có thể sửa lại thông tin. Thông tin người đứng đầu đơn vị gồm họ tên, năm sinh, quốc tịch, trình độ chuyên môn, anh chị chọn một trong 9 trình độ. Lưu ý, bác sĩ chuyên khoa 1, chuyên khoa 2, bác sĩ nội trú không được quy đổi tương đương trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ. Người học tập phải lấy bằng tốt nghiệp ở nước ngoài ghi nhận trình độ tương ứng. Người có bằng lái xe ô tô được xác định có trình độ sơ cấp. Người được cấp bằng của các trường tôn giáo theo hệ thống giáo dục quốc dân, điều tra viên ghi nhận trình độ tương ứng. Trình độ khác bao gồm người học bồi dưỡng lý luận chính trị như sơ cấp chính trị, trung cấp chính trị, cao cấp chính trị. Mục A1.7, loại hình tổ chức của đơn vị. Lĩnh vực, anh chị chọn một trong 6 loại lĩnh vực. Nếu chọn sai lĩnh vực, anh chị có thể chọn lại. Chương trình hỏi xác nhận và xóa các thông tin đã kê khai tương đương với lĩnh vực hoạt động đã chọn trước đó. Đối với các đơn vị thuộc loại hình tổ chức là giáo dục, đào tạo, y tế, lưu trú, đơn vị sẽ bổ sung thêm các chỉ tiêu chuyên ngành hoạt động. Ở đây, đơn vị thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, các anh chị sẽ cung cấp các thông tin hoạt động chuyên ngành như lĩnh vực giáo dục đào tạo, loại hình trung học cơ sở, phòng học, thông tin về phòng học, số học sinh, sinh viên, giảng viên, giáo viên. Anh chị ghi theo số liệu thực tế của đơn vị theo mức thời gian cụ thể. Tương tự, với các loại hình tổ chức khác, anh chị chọn và kê khai chỉ tiêu tương ứng. Trong trường hợp có cảnh báo, anh chị kiểm tra lại để xác minh và kê khai các thông tin tiếp theo. Với mục A1.8, thông tin về cấu trúc đơn vị sự nghiệp. Ngoài trụ sở chính, đơn vị có các địa điểm khác trực thuộc không? Đơn vị lựa chọn có hoặc không? Anh chị lưu ý, các địa điểm trực thuộc đơn vị có thể là các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh có hình thức hạch toán kế toán phụ thuộc, hạch toán ghi sổ, báo sổ. Các địa điểm trực thuộc có thể là các điểm trường, các trạm y tế. Sau khi hoàn thành phần khai thông tin định danh và hết lỗi cảnh báo, chương trình tự động chuyển qua mục thông tin lao động. Đối với các câu hỏi về số lượng, ấn tab hoặc enter để chuyển câu tiếp theo. Phần 2. Thông tin về lao động của đơn vị. Lao động có tại thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 2020. Ghi tổng số lao động có mặt tại thời điểm mùng 1 tháng 1 năm 2020 của đơn vị. Lao động có tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020. Anh chị căn cứ vào số lương hàng tháng để kê khai thông tin về lao động của đơn vị theo các mục tương ứng. Anh chị lưu ý, số lao động chia theo các mục tương ứng phải bằng tổng số lao động của đơn vị. Từ mục A2.2.2 đến mục A2.2.5 chỉ hiển thị và kê khai thông tin đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Mục A2.2.6 chỉ các đơn vị sự nghiệp lĩnh vực y tế mới kê khai mục này. Ở mục 2.3, lao động trả lương các tháng trong năm 2020. Anh chị sẽ phải kê khai đầy đủ lao động được trả lương 12 tháng của đơn vị và số lao động nữ các tháng tương ứng. Tiếp theo, mục 2.4, tinh giản biên chế, câu này chỉ hiển thị với các đơn vị sự nghiệp công lập. Trong mục này, anh chị lưu ý, khi tổng số lượng biên chế được giao, thực hiện hoặc đã tinh giảm
trong vòng 6 năm của toàn bộ đơn vị từ năm 2015 đến hết năm 2020. Đối với các đơn vị thành lập sau năm 2015 thì số biên chế của các cục tại phần này tính bằng tổng số biên chế từ năm thành lập đến năm 2020. Phần 3, thông tin về tài sản của đơn vị. Trong mục này, các anh chị căn cứ vào báo cáo tài chính của đơn vị để khai các thông tin tương ứng. Phần 4, thông tin hoạt động của đơn vị. Anh chị kê khai kết quả hoạt động thu chi theo báo cáo quyết toán của đơn vị. Anh chị lưu ý đây là kết quả hoạt động của toàn đơn vị, bao gồm tất cả các địa điểm chi nhánh nếu có. Mục 4.2, thông tin về sản phẩm, vật chất và dịch vụ của đơn vị trong năm 2020. Anh chị lưu ý, mục này chỉ hiển thị khi câu A1.8 trả lời là không, đơn vị không có địa điểm chi nhánh ngoài trụ sở chính. Anh chị nhập mô tả thông tin về sản phẩm theo từng dòng tương ứng và lựa chọn mã theo danh mục mã sản phẩm cấp 5. Trả lời lần lượt theo từng sản phẩm, hết sản phẩm này, chuyển sang sản phẩm khác. Bước 1, anh chị mô tả dịch vụ của đơn vị là giáo dục trung học cơ sở. Bước 2, chọn mã sản phẩm. Anh chị chọn lĩnh vực hoạt động giáo dục, ấn tìm mã sản phẩm để chọn mã ngành, dịch vụ giáo dục trung học cơ sở và bấm chọn. Chương trình sẽ cập nhật mã ngành hoạt động tương ứng. Bước 3, nhập thông tin về tổng chi phí hoạt động giáo dục của đơn vị. Nếu đơn vị có các sản phẩm khác ngoài sản phẩm 1, anh chị bấm lựa chọn thêm sản phẩm và thực hiện lần lượt các bước như trên. Anh chị có thể tham khảo thêm video hướng dẫn tra cứu mã ngành sản phẩm tại mục hướng dẫn. Phần 5, ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động đổi mới sáng tạo của đơn vị. Anh chị lần lượt trả lời câu hỏi theo phiếu điều tra. Cuối cùng, phần thông tin địa điểm đơn vị trực thuộc. Đơn vị kê khai phần này khi câu A1.8 trả lời là có. Anh chị sẽ cung cấp thông tin về trụ sở chính và các địa điểm trực thuộc của đơn vị. Trả lời thông tin từng cột tương tự như câu A4.2. Anh chị lưu ý, kê khai kết quả theo từng đơn vị, lần lượt trụ sở chính, địa điểm 1, địa điểm 2. Trong trường hợp đơn vị có địa điểm khác, anh chị chọn thêm cơ sở và kê khai thông tin tương tự. Trường hợp địa điểm ngừng hoạt động, anh chị chọn xóa để loại bỏ cơ sở khỏi danh sách. Sau khi kê khai đầy đủ thông tin, anh chị chọn hoàn tất để kết thúc việc kê khai thông tin của đơn vị. Trường hợp còn lỗi cảnh báo, chương trình hiển thị để anh chị vào kiểm tra và sửa lại thông tin. Sau đó chọn lại nút hoàn tất kê khai để gửi phiếu lên hệ thống. Trên đây, tôi đã hướng dẫn anh chị cách khai thông tin về đơn vị sự nghiệp. Trong quá trình thao tác, nếu có vướng mắc, anh chị tham khảo sổ tay phiếu sự nghiệp hiệp hội hoặc liên hệ với điều tra viên thống kê địa phương để được hướng dẫn. Cảm ơn các anh chị.